bị đi gần nhất vậy là do lưng cổ sao? Tôi bị xương rỗng, nó từ cột sống xuống, nó té hoài, nó kẹt hai cái này xương. Giữ những thời gian nha bác, thời gian đi. Bà đi cứ ở đó là được rồi bác. Rồi bây giờ bà đi qua đây thêm một lần nữa rồi. Rồi rất là chậm rãi đúng không? Mà rồi đi qua kia nữa cái nữa. Đi về. Ừ. Cứ đi qua đi lại chừng ngàn cái rồi đi về. Rồi quy bằng ra đi. Stop. Rồi bà ngồi xuống đứng dậy thử coi. Ừ. Ê, đừng, mọi người lại phụ hết. Không. Té đỡ. Bà nói đi. Bây giờ ngồi xuống là được không? Ngồi. Ngồi mà điêu phải cút dậy nhiều. Bây giờ mà tôi kêu bà ngồi cũng dậy mà. Không thể nào. Hai cái đầu gối không có. Rồi, ra đây. Tôi muốn cho mọi người nhìn để chút xíu để mọi người ngồi thử. Rồi. Bà dùng thêm một bài đi. Sao rồi? Sao đi được rồi. Đi được sao? Đi vững lắm. Đi vững lắm mà. Bây giờ đi vững lắm hả? Dạ. Rồi cái chân đồ bớt đau bớt về chiều không? Hết đau rồi, cái đi sụn xuống rồi. Dạ. Cũng mỗi lần ngồi xuống đứng lên khó lắm. Phải có vậy. À. Bây giờ thì ok. Bây giờ bắt đi thử coi. Thôi trời, đi lẹ làng vậy hả? Rồi, rồi bắt qua đây. Rồi, đi qua đây ngồi. Đi qua kia thêm một lần nữa. Ôi giỏi quá. Rồi, bác quay lại bác nhìn đây. Sit up. Rồi, ngon, đẹp gái rồi. Bây giờ bác ngồi thử coi. Hồi lúc đầu ngồi không được. Rồi, ngồi xuống ngồi. Nữa. Đó. Ô, giỏi quá. Rồi, tiếp nữa. Đó. Không, rồi bình tĩnh, không có vấn đề gì. Rồi ngồi xuống. Rồi ngon quá. Rồi xin cho đàn pháo tay. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 79 2206, 0918 133 635. Chi tiết trên website www.thapchilientam.vn.